Hello, chào quý cô bác chăn nuôi nè. Hôm nay ngày 20 tháng 11 á, em có video clip để báo giá đến quý cô chú anh chị mình nha. Đầu tiên là con cái 3B của chú chị. Con này cao 1m02, 1m03 nha cô chú chị. Con chị không? Đòn dài ha. Da nhẹ, da mỏng lông sát nè. Xương lớn ha. Không có gì thấy không? Có 2, 4, 8 con sò ha. Cổ rô ha. Lưng thì lưng đo, lưng thì bản rừng rất là đo, to của anh chị. Thì không đít muối thì khía của anh chị đấy, muối luôn của anh chị vậy không. Nó cổ thì ngắn ha, lông nhuyễn. Con này 1m02, 1m03 ha, của chị thấy đít chu ra rất là chu của anh chị đó. Thì tiếp theo hai con đó, hai con này hiện cao khoảng 9 tấc rưỡi của anh chị đó. Hai con B này cao 9 tấc rưỡi ha. Nè, xương sóc móng miết hoàn chỉnh hết của anh chị. Đùi đít đầu nở nang có hết đó. Hai con này cao 9 tấc rưỡi nữa. Là ba con này em bán cho cô chú chị mình chiều nay giá là 37.500.000 nha cô chú chị đó. Con này cao 9 tấc rưỡi ha, xương sóc móng miết hoàn chỉnh hết, bóng sò hết đó. Ba con 3B này bán cho cô chú chị mình là 37.500.000 nha. Cô chú chị mình có ở xa mà mình mua mình chốt mạng xã hội, còn ở gần mình đến mình xem nha cô chú chị đó. Ba con 37.500.000, con nào cũng lưng dai đều hở hết. Mấy con này hơi thiếu nuôi của anh chị đó. Ba con này 37.500.000 của chú anh chị, giá cả của thương nha của anh chị. Thì sắp tới một chuyến đi Đồng Nai Vũng Tàu á, thì cô chú anh chị mà mình mua á thì em giao tới nhà mình cái giá nó trên nha của chú chị, em không lấy tiền xe mình nha. Nhưng cô chú anh chị mình yên tâm ha đó. Vậy không móng miếc hoàn chỉnh hết, ba con 37.500.000 không có gì không, pin lực rất có của anh chị. Còn tiếp theo đây là hai con đực 3B của anh chị. Hai con này hiện cao 1m06, 1m07 của anh chị, 1m06, 1m07 ha. Độ pin lực rất có của anh chị, 1m06, 1m07 hết ha. Của anh chị không, xương cẳng đầu lớn hết nè, đầu nù hết nè, lông nhuyễn da xét hết. Mấy con này cực kỳ độ của anh chị, lưng dai đều hở làm gì không đó, con chị thấy lưng dai hở, lưng trước rồi hở ha. Đó, đít thì rất là độ của chị, cái đuôi rất là to ha. Đó, những cái con này nữa là nó pin lực vô cùng của anh chị. 3B dài bình mình nuôi nữa, nó cho năng suất thịt mới cao của anh chị. Đó anh chị không? Thấy chưa? Rất là ok của anh chị. Xương rất là lớn ha, xương sóc đều lớn hết. Con này con mới tiêu của anh chị. Đó vậy không, đòn rất là dài ha, xương rất là lớn, cậy đuôi rất là to. Hai con này mang bằng nhau của chị. Hai con này thì giá nó 36.500.000 của chú anh chị. Anh chị không, xương con nào rất là lớn ha, đít rất là chu ha. Anh chị thấy độ chưa, quá độ ha. Thì sắp tới chuyến đi các tỉnh á, thì cô chú anh chị nào mình mua thì em ship tới nhà mình cái giá nó trên ha quý anh chị. Để phụ cho cô anh chị lúc giật giá leo thang này được đồng nào hay đồng nấy cô chú chị đó. Cặp này là 36.500.000 nha cô chú anh chị, cặp này 36.500.000 ha. Còn ba con này thì 37.500.000 nha cô chú anh chị. Con này cao 1m02, 1m03 ha. Còn mấy con, hai con bên này cao 9 tấc rưỡi của chú anh chị nè, có gì không, mấy con này ít tiền nè, ít tiền phù hợp với cô chú chị mình, ít tiền ha. Bây giờ mình nuôi ha, ba con này chỉ có 37.500.000 cô chú chị. Rồi em xin kết thúc video và chúc cô chú chị mình xem vui vẻ nha.